chơi cũng cho ông chủ nhiệm ra và các mình to cái chấm ca này đây thì sạm là ca hay tam ca bị phi đây bàn sầm rai của ca cài prai ca bị sạp đà môn cứ sầm rạp ngày ni ông chủ ra nâng sắp đập đây thay cá rồi bỏ đào mình đào đi mua chùm nừ chia mình to đây bàn ạ khan mình bàn thôi chọc trong chọc đớm ca bị Brazil thay pro hoa sắp đặt môn đội mùa hết bằng hà bạch chạy kịch tí xâm lên này ốp có xâm lên những group hiệp nơi nông bộ phòn này xa xạm là cá hay nơi thật tình đừng đi đâm bây bàn chấp bạc để xa cả vì Brazil thay pro hoa sắp đặt môn đi đại sa mua là hai tập đoàn sầm lầy ní ông chim rẽ ban bạc chim rìa chun nọp hiệp kỳ nâng sa thiên đại chun rồi hai ông pi cao bồ đề hai này đầm na cá sầm na cá sầm rạp sa bà đà ní nâng sa bà đà bắt top đại miền ca phải cài sầm rùl nô vận tải đại sa mua là hai này tập đoàn sầm lầy nom ơi miền ca mình chấp bạc được chưa này ông chấm đây xong bậc ca chun đầm nâng và chẹt sa chật thay mày mình đồng tiết đo phi kỳ nâng sa thiên đại chun tha đời sa tây đầm na ca nị tệ vị thi sa mana ca bậc phật tử ban chấp là ha nâng đời sa tây miền ca bọc bằng sứt nông ca thưa sa đây thay ca rồi bọ đời mình đang rót vào bên đi mua chấm nuôn không được chạm pin cần lòng một ngày ông nhầm ra bàn điệp chăm sa chật thay mấy nơi cao bị phía sạm là cá sầm rạp sạp đà ni nâng sạp đà bàn to bàn to bàn to đôi hàng cầm nơi thằng ngày chăn cứ thằng ngày ni ông nhầm ra nâng bàn to sạp đà đây thay cá rồi bắt đầu mình đi mua chấm nứ hay nâng sạp đà đây thay cá rồi bắt đầu mình đi chấm nuôn bay rôm cứ chấm mua chân na ví tôi mình nấn nâng ruột men hay còi về sắp đập nơi sắc đầy thay ca đào một đợt đồng đi chóp thằng ngày ni ông nhầm ra ở sầm ra đời miền cạnh bị chung tây khnông nơi bậc thằng ngày kia ông nhầm ra nâng sắp đập nơi sắc khay cam rồi bỏ nẹt chấm niến CPP sạch phẩm lưu bánh hà tiệm tông tên nâng khía sản ạ cắm rồi bỏ đau mà nâng rộp lại vì nì nơi rổ xìl thay ảnh kia ông dùm rẻ nâng sẽ đập nơi ca chùm tố rồi bỏ mê tử vi ca biệt khá đấy chùm phục biệt sống tăng khuôn dạy đau mà nâng rộp lại vì nì nâng sẽ đập nơi ca chá lòi tố vì mê tử vi đầm nàng đau mà nâng rộp lại vì nì chùm phục ca chùm tố nụ ông chùm nô dùm rẻ nâng sẽ đập nơi ca chùm tố nâng ca chá lòi tố chùm phục chùm tố nì xâm rạp ra dạp phil rồi hay là chìa phi thang ngày bọn tôi mở ông chúng ta chúng ta đã xua xùm nua đó chúng chụp cháu tiện tôn tình năng ảnh tạ trả đất cho bọn con nơi sắp đá bọn tôi ông chúng ta đã xác đập xác khay cam rồi bọn nẹ chùm niên nâng xác xây tiện tôn tình năng ảnh tạ trả đất rồi bọn chúng chụp cháu ông chúng ta đã xác xích không cá cái bè cao bị phía đi hơi nâng chùm riêng đo phía ký bởi sân ba ca cái bè cao bị phía đầm rơi ở miền nâng bản to thôi phải cho bản đập hiếp đo xạ xây và sân ba ca cài prai cam vị thi đầm rơi ở đo phía kỳ và sân ba ca cài prai cam vị thi đầm rơi ở miền và đi kỳ chi ca bằng chạy thay chết mấy đầm bầy bổng pinh có thể giả đất phong đầm bầy chìm riêng chung đo phía kỳ nâng xa thiên đại chung ở bàn chấp bạc phong vì ca cài prai ca cao bị phía sầm rạp đầm nà ca sạp nà ca sầm rạp sạp đà ni nâng sạp đà cởi sầm chương đầm nàng sạp đi nhà môn nữa
Good morning, Mr. President. Good morning, Council. Mr. President, in relation to the scheduling, we have two brief requests. Firstly, now that the accused character will be questioned by the trial chamber, I think it would be useful for the parties to understand how much questioning time they would have of the accused. Obviously, this is the probably last substantive time that the accused will be questioned as to his role in S21, certainly in relation to his personality. And we would ask that, given the scheduling time frame Your Honours have, that the prosecution at least have 1 hour, but if preferable, an hour and a half on this particular issue, and the other parties be given questioning time in balance with that. The second point is in relation to a filing that the prosecution filed with the trial chamber on the 29th of April this year, and it was a notice to the chamber to put before it some documents in relation to armed conflict. As Your Honours are aware, at that time, the procedure for putting documents to the chamber was quite cumbersome and time-consuming. Now, since Your Honours have issued that guideline to streamline the proceedings, it is now a lot easier, of course, for chambers for parties to put documents to the chambers efficiently. So we would ask that a spot of time, a period of time be given over the next, over this week or next week, where the prosecution can briefly summarise the documents and explain the purpose and the relevance of the armed conflict documents. We would submit it would take no more than, say, 25 minutes, half an hour, parties could make their comments. On that. Perhaps also that time could be used to put for other parties that may wish to put other documents before the chamber as well. But at this stage, the purpose would be to put the armed conflict documents before the chamber. We would be available to do that at any time. Thank you. ខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានបាទសូមគោរពលោកប្រធាននិងលោកសិស្សចៅក្រុមជាទីគោរពជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានជម្រាបអំពីអវត្តមានរបស់កញ្ញាមេធាវីបរទេសស៊ីលកេរុតស្ទីនស្គីគាត់មានជំងឺចូលមន្ទីរពេទ្យមិនអាចចូលរួមបានទី2ទៀតគុណក្តីខ្ញុំបាទមួយទៀតឈ្មោះរស់សាមេនឬរស់មែនដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីគាត់មិនបោះបង់សិទ្ធជាដើមម្ដងទេ ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានវិបត្តិមានជំងឺផងដែរហើយនេះគាត់សូមឲ្យលោកប្រធាននិងអង្គសាវនាការនៅទទួលស្គាល់ជាដើមម្ដងតែគាត់មិនបានមកថ្លែងសេចក្តីកម្មទេហើយទី3ទៀតគុណក្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះតូចមុននិនដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានដោយសារមិនទាន់ដល់ពេលនឹងគាត់ឡើងថ្លែងសេចក្តីកម្មទេតែ ខ្ញុំបាទបានរកឯកសារដើមដែលជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ស្លាប់នៅមន្ទីរស-22ជាឯកសារសារភាពទើបតែបាននៅថ្ងៃទី22ដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមុននេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនអាចនឹងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាបារាំងតាន់ទេហើយក៏មានលិខិតបញ្ជាក់ពីនាយកនៅកន្លែងមន្ទីរសារមន្ទីរទួលស្លាយនេះបញ្ជាក់ជូនថាជាឯកសារដើមដាក់ជូនទៅលោកប្រធានដើម្បីទទួលយកផងដែរបាទ ហើយនៅក្នុងមួយទៀតអ្នកស្រីឈិនណាវីដែលត្រូវឡើងធ្វើសិក្ខាកម្មព្រឹកនេះសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ថ្លែងសិក្ខាកម្មបន្តពីអ្នកស្រីជុំនៅដោយសារគាត់ជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយឥឡូវនេះគាត់កាន់សិលទៀតផ្នែកពុទ្ធសាសនាគឺគាត់ថ្ងៃសិលគាត់ត្រូវពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់មុនម៉ោង 11 ឬត្រឹម ម៉ោង 11 អញ្ចឹងសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតទទួលផងបាទសូមអរគុណបាទ Chơi đúng. Bây giờ làm việc nữa. Quân
morning, Your Honor, Mr. President. Just a word to tell you that we went yesterday to visit Ms. Studinsky in the hospital, and our understanding is that she will not be there for quite some time. And of course, we offered her and her team all support that we can, and we will do our very best to try to collaborate and make sure that whatever the need or whatever support we can offer will be given. So, and she was able to talk to us for quite some time, so we discussed with her some matters, and we will do our best to cooperate and collaborate. I just wanted to let the chamber know about that. Je vous remercie, Monsieur le Président. Par ailleurs, j'aurai une information à donner à la Cour, une rectification à vous donner à la suite de l'audition de Madame Antonia Chumon, qui est intervenue le 18 août. Le 18 août, en effet, Mme Antonia Chulong a indiqué dans sa déposition exactement page 31, ligne 21, qu'elle avait saisi il y a quelques années. Le tribunal de grande instance de Paris, le juge d'instruction de Paris, afin de porter plainte contre diverses personnes, dont notamment Douche, mais aussi Yen Sarin, Nun Chea, et donc les autres co-accusés du procès qui comparaîtront dans le cadre du procès numéro 2. Dans sa déposition, elle a commis un lapsus, une erreur. Elle s'est trompée de nom. Elle a indiqué notamment le nom de Chai-Song, qui n'est absolument pas dans ce dossier, qui n'a jamais été impliqué. Et bien entendu, il s'agissait d'un lapsus. Et elle ne s'est même pas elle-même aperçue qu'elle avait commis ce lapsus, ce n'est que lorsqu'elle a lu un article de presse, qu'elle s'est aperçue qu'elle avait donné ce mot. Elle m'a demandé de vérifier sur le draft d'audience ce que j'ai fait. En effet, elle a bien indiqué ce nom. C'était absolument une erreur de sa part. Et elle tient bien entendu à rectifier. Statuant sur l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris avait été remis au dossier il s'agit du document E5/7.2 et la cote EURN 002-5-2-5 jusqu'à 002-7-9-26 cela pour qu'il n'y ait aucune confusion possible, Monsieur le Président, sur ce qu'a dit Madame Chum. Je vous remercie. អ្នកបកប្រែសំកែតម្រូវគឺឈ្មោះដែលបានបញ្ជាក់ខុសនោះគឺជាស៊ីម អរគុណចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះ ខាងព័ត៌មានដែលបានទទួលពីតំណាងសត្វរញ្ញា អង្គជំរះនឹងយកបញ្ហានេះមកពិចារណា ហើយនឹងជម្រាបជូនជាក្រោយនៅក្នុងពេលណាមួយ គឺអាច ថ្ងៃនេះហើយយ៉ាងយូរគឺថ្ងៃស្អែកដើម្បីជម្រាបជូនអំពីពេលវេលាសមស្របដើម្បីធ្វើការបែងចែកដល់ភាគីនៅក្នុងការតាំងសំណួរផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការស្ដាប់
chúng lời sẽ đầy bì là tạ thịnh nhà nó bỏ chúng tập chào nè hay cụ ở sẽ đầy đây phần miền miền tử vi Suzinski đây miền chùm ngư hay miền cả khan của cả châu ruông đồng nà ca sạm nà ca hay có ổ cun đó miền tử vi krom sinh chít đây là bàn bằng hai nhằm bì chùm hồ nông cách bằng bệnh xa ca đầm bây ở đồng nà ca và bật tư nên đồng nà ca sạm nà ca đường cái đây nì bàn chạp ra ha hay chùm pua mình thử vì cầm bay để bàn lực là như thế gần thà cả sắp đập ngày nó có ai miền ca phòn chật lắm đời xa miền ca cài đầm rơi phim phim đấy còn tại mình bàn bằng hai nhằm bị dùm hô này ca cài đầm rơi đời xa là ạ là ồ này ca pra chú mùa này đại bàn pra này thì ni hai bật sân đề miền ca bình chạy hay rằng chấp bạc đấy chứ này cứ chứ ca ở bàn tại căn tại chấp bạc lo tiếp bị pro mà nói đồng nào cao và phần tư miền cao phát phô là cách dù tại đây là nô bọc cổ đồ tây nô tì nhưng từ tế phần tư bàn trâm tư chia ạ tị phạt mà hay chúm này sân ông phô bọc mê tư vi hông cầm xuân đài bàn sân áo xông chúm phô ông chúm chúm đẹp nhưng dù lập rộng dù lập rộng tam sân ông phô ni môn trầy đó là cá anh chơi lục đồng nàng thạo bình nhá ta miền phanh hạ chiến. Thank you, Mr. President. Now that matter has been raised, if I can seek your leave to return to some other business before the end of the break. Nâng lực lượng phanh hạ ní, bật tập đi chụp xâm rạp rực ní, xâm ọc quân. Môn trầy tôi là cá anh chơi đào mặt đồng đi của chùm nơi một chùm nơi một căn thì cái lành xâm rạp tốc xâm rạp đào mặt đồng đi này chùm một ông chùm rè lúc trời chung nữ eleni đại sa capi brazil ngày bồ hoa thập ram muốn làm na ca bồ tát tử trong ca đắp tới lành ca bồ lục trời trong niệm đại mừng rập vị ni trong đường khai ni miền panh ha mình ai vừa chấp trong chấp đam đại mồ hay panh ha bạch cái tì khang bồ phun sầm lên này bồ phun bồ đề miền bồ chi đại prapra nơi trong sa sam na ca mình ai bồ phật tử bán hay thì lần đi ông nhầm ra anh nhát được các đo về từ cá chun từ lục sấy năm bảy vừa sẽ lấy sai cá ở bẩn to vì ngày muốn nông niêm lục sấy chi đam bẩn đang rập lại vì nỉ sớm chơi cha sớm học cún từ là cá chết đi cướp mình nhóm cá bị sập đá món bàn dây đờ cầu nhóm sập hỏi những nhóm bàn vừa từ lọp bị mình tiếp bết mà ông gặp hiệp còn đập bồn với người bạc cù chả té ngày ní bực ní mình nhóm xong cả nhà bỏ cày mình tách làm bay đùng lực phù dương dây mình toàn on nơi ngày tìm mui đại những nhóm bàn châu từ đờ mình tì so mà phơi mui ai sưng chơi nút cứ nơi cả lại đây luôn nơi ngày đồng bóng
tam ka nuk khoeng ba khnyom kư kalai da khnyom ruh neu nung ka chiep chiep tiah dae sal pi sangkom kư mien tiah nea chop tou nung muay samrap da nea dae ruh neu kalai nung hai tiah muay tiet samrap da bokkolok dae krob krong hai tiah muay tiet samrap da kokma dae teu chmuay mdai hai tiah muay tiet samrap เป็ดๆฉมอบจ้ะให้เตี้ยเป็ดฉมอบนั้นคือในឆ្ងាយរៀងឆ្ងាយពីរង្វង់ដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញហើយទីនោះហើយដែលជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំចាំពេលដែលយើងហូបបាយល្ងាចហើយពេលដែលយើងយកខោអាវឡើងទៅលើផ្ទះហ្នឹងជុំគ្នាហើយ ផ្ទះហ្នឹងគឺគេបាត់សោគេចាក់សោខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ព្រៀមដល់យើងជាអ្នកទោសទោសយើងពេលនោះគឺយើងជាប់គុកមានអញ្ចាំងមិនដូចពាក្យដែលថាគុកអត់អញ្ចាំងនៅឯសហករណ៍ទេចា៎ហើយសូមជម្រាបជូនមួយទៀតនៅពេលដែលនាងខ្ញុំរស់នៅកន្លែងនេះគឺចាប់ពីពេលដែលនាងខ្ញុំមានទម្ងន់ រហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំបានឆ្លងទន្លេសម្រាប់បាត់កូនប្រុសមួយហ្នឹងគឺប្រហែលជានៅក្នុង ແຕ່ນັ້ນຄູຫະຈະສາເບຕົງນັ້ນຕາມຂ້ອຍຈຳຈະດາປີກັດນັ້ນຄືມີ11ກຳເນາະໃຫ້ອານີ້ກະດາຈິດປານດາມີບະຫາວຄ້າໄດ້ໃຫ້ສະກາວຈະກາວຈານນະແນ່ໄດ້ທົມຄັນໄຖໄຖໄຖໄຖນັ້ນຄືມັນບານໃດເດຄືລະບົວຕາຍິດສະກາວຈັ່ງໃຫ້ໃນເປດແດ່ຂ້ອຍດາເປດແດ່ຂ້ອຍສໍາລະບານບານ កូនរួចហើយខ្ញុំបានដេកចាក់ថ្នាំដោយមិនបានធ្វើការអីទេគឺដេកចាក់ថ្នាំអាទិត្យដែរដូចយើងអត់មានអាំងភ្លើងជាខ្ជូងអីទេគឺយើងចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងនៅសម្រាប់ពេទ្យហ្នឹងគឺយើងខ្វះ ខ្វះច្រើននៅប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់កូនខ្ចីសូមជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថាកាលហ្នឹងខ្ញុំមានសពុត២ដែរដែលយកដាវជាប់នឹងខ្លួនទៅយើងក៏សម្រាប់យកសពុតមួយធ្វើកតោបឲ្យកូនចឹង ហើយអំពីអនាម័យខ្ញុំចង់និយាយថាអនាម័យសាប៊ូសម្រាប់សម្អាតថែទាំហ្នឹងគឺការនឹងដូចជាមិនចាំទេដូចជាគ្មានម្លឹងអីម្លឹងប៉ុន្តែធម្មតាដែលយើងកូនខ្ចីយើងប្រើ สปอร์ตมวยได้ให้ទៅបានកតោបតា4គឺมันគ្រប់គ្រាន់ទេចាវាវាពិបាកណាស់ដែលចាប់បង្ខំឲ្យយើងខ្ញុំទៅរកស្លឹកចេកបន្ថែមដើម្បីធ្វើកតោបកូនជិះវៀងជិះវៀងប្រើកតោ4នឹងដែលវាមិនគ្រប់តែនឹកឃើញការ កាត់ចាប់ពេលដែលយើងមានកូនខ្ចីហើយកតោប្រើមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសបូមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងការថែទាំទីរក់
hay nơi pê lại cái trong con xây nơi lại nâng bán mùa tết cứ trong nơi lớp tiệc bán mùa tết đang miên mật hẹn nơi để cái trăng thì lấy món những cái chui mầm ra chui cho cái tàu cái cỗ hay pê đặt trong bán mặt tết cứ trong thời cho mặc rom với là bên nghề sưu nông ca thay toàn hay cho lại một pì tập học ấy nâng cứ cứ dân thời ta cuộc tàu luôn ấy là mặt tầng nâng mình chỉ ngày mà này bạn đại bên nâng dân kia này dân đau là hà mình cướp cướp mình dân thời chậm khăm do cái tàu bên tây cái vi khu nâng làm bài bạc tây cái vá mà bị vô chi mà hộp chùm nuôi thay lừa mà hộp miên sạp lại nông con nâng cái áo ấy cha hay bên nâng cái nhóm bạn ra mà lít tay nếu bây giờ nhóm trang thì lấy nó cứ bắt đầu nhóm một những quạt tranh tới những quạt ra ban phần lấy tụi bắt nhóm rồng thì ăn đào tôm xem rạp phật về để dưỡng miên con chay hay nhóm gặp chi chiêm phật ra phần lấy nó à hay nhóm mình say chay hộp ra phần má nữa nhóm hộp mà đong tam lập bìa bài thì dưỡng chi chiêm hộp à vì bà mẹ và này tầm hôm này này càng ba phần nhom dây mình ăn dây mùi thế nó khơi mùi chấm nước lại tắt này thay này chấm hiệp nhom mình lại dùng bếp bếp như thế hoặc cho bằng cọp riêng đi xám sắp pi xám mai nhom tầm thay này để nhom dây chúng nó khơi như thường ngồi tiệt đại về nâng cứ khơi cái dòm bọc mà chạy ai ban mà cặp bông mà nè đại đại về còn tại về đại chạy hái phải học tham bọc nâng nè còn chạy về nâng học tới to hay và nâng nhom clean nhom bài tới xuống về nâng thằng thay nhom học ban đấy quạt thắng học ban và nè bọn anh công tập pia bọc nâng chẳng nhom chia diêm hôm bọc nâng nâng mặt ngày nâng còn đại nhom biêm biếm hay nhầm ập tập pì đấy biếm trăng lệ nằm bay miền cầm lăng hãy là khơi mũi tiền là pì đấy nhầm ta sai chay nứng đây pì nứng nhầm tập bay sạch cái chó ngay tì mũi để mình bò lên dừng hộp ngàn cho mũi pì nứng xong kia là ngay tì pì bò đang pol mà mua hai cái đi coi là po về nôm đã phần dương squat cho bà ta sạch nó chưa sạch cái cháu cứ dương chập ăn thật chết làm bà tin thì tới hậu tới miền chiết miền cầm lăng chẳng nơi pe là dương pol sạch pe nó có pol là cứ bàn hậu cho mối kia dương mình rỉ tại dương có ột chẳng pe nó có cọc chào là nhóm hai pe nó có chặt nằm ở nhóm mà bay bắn xa chiết pol hai pe nó có chập bằng khao mà mình hà đi đầm bay chỉ vật ru thằng ốc nia nhưng mình chạy chạy không quạt ấy nhưng quạt bom thằng nào mới quạt ấy nhưng chạy trường chạy chạy lời quạt đấy bàn tay câu nhưng dụng như ở bàn bài đây lại về nâng hàm thả bà son chỉ ai câu bài câu nâng trời cô lại chân về nâng cô ao quạt miên co so khá hàm bay câu nhưng phật tật co so nâng to phứ lúc ra tay nhưng nâng lên bật cô bàn nhưng ai câu nhưng bài hay dụng nâng cứ dừng thấy á lại cái đăng đại dương lùi từ bảy lại cào sen cho mà hầu chẳng hay đào miền bờ là những dương thầy hơn nhưng xong chùa nâng ca đây nơi đại thà ngày dương mà đào ngày tìm mùi nâng cứ cái lại sen chia đại xong thọ từ luôn nơi đôi chia bảy so đại dương nơi mà giặt lấy hơi dương nơi gặp tè một bảy so chia mình ti hay mình ti một bảy so nâng chia ti một má chia cả lại để kê đặt pro hay nâng tia nông bà cú có chia tia để kê phơi thay mây đấy cứ kê sáng pi sầm rạp ở nhà tôi nâng nữ cứ sắp tài chạ sao đôi khi
chăng rịa pê đại niên khi nhom ruột nơi cả lại nơi khi nhom cả nóng đăng tinh tích gran tha chi cả lại luật đam cài prai khi nhom xôm như vậy tật đào pê đại khi nhom tranh pi mình ti pê đại cầu bị cầu nhom sạp với hơi pê nâng cứ cầm láng khi nhom cứ kỳ lên nhom chăng vậy ta kỳ lên phần này cứ dừng bạch bằng cầu hỏi chân dừng nơi mình nè ai cứ cái prà đòi miền nhờ nhờ đầy tiệt tế bên nâng cứ cái prà dừng miền nhờ nhờ đầy tiệt khiêm nực hơn bật tạ ca mùi cả nơi chân nằm chất sập bầm bay chia chân nằm tật thông hỏi nơi bà cầu nâng miền cả bạc tình nộp hỏi kia có rơ tê hỏi dừng tình nơi mục mình ti bây so nâng đại chia cả lại phò nơi nâng chia nằm bóng đại chiam tật hơi nâng cứ bật chia hơi nhưng cả lại cái khom khuôn prong prong cứ cái đại chia chơi plan sầm rạp chơi plan nâng cái wheel sầm nhập đại co chừng nhẹ tàu nâng hơi cái đại đại cái nó nốt to chạ sao còn ta đạp từ buộc chiam tới nhưng còn tật hơi còn đặc hơn thì bộ nhóm nó kêu bàn đặt châu rồi pro đi bàn tay để giúp chạ sao được nghĩa bàn tay kia co hà chơi plan nó chơi nằm bay nghe sưu nông ca thành đầu trường nhóm nơi ta miền là làm sao hậu tòa đã đáp về sạc hay cam chân mày đã lọp nơi cho mỗi khi nâng lại ông thà từ thôi cả giúp bề đại nhóm nơi nông độ bóng nhóm trẻ ngà cho cầm ná cô lươn mấy bình lâm láng phụ đại nhóm tại đào sâu nông cư sơn áp kia đi ở hai bên sẹ hai mà nâng chỉ kẹp chua rồi bị ma man tiếp phụ nhóm tại đào sẹ nông cư kẹp chua rồi hai sơn áp kia đi ao dương rồi hai sơn áp mình ao dương bập bạ nông ca đào cho sơn áp sâu mà cả đập nông thế trẻ đại ngà hai tầm ngày môn thế bàn thêm tao cầm còn đọc một phần hơi mệt đại thọ nơi nứng có khi mình chập rắm thà bàn chuột bàn squat đấy tâm squat nơi ngày bài ăn sẽ cái đấy đấy mệt hơn khi nhom hơi cái squat khi nhom muốn của cái nơi mệt cái chậm nhom bàn chập ba đau khi nhom cả nóng nằm chập một bài nứng cứ miền phía đấy cái áo chạy tu của nhom chạy chạy tu làm bài đặt nón quan đây nứng do mà tục tình nục nứng bàn này chạy đón tục về một nhà nứng bạn tình nục nứng hai bên đại bạn thân nộp kia nó cứ bạn chăm một bậc thiên con nó tiệt chẳng việc bạn một để chọc hai nửa bên đại bạn thân nộp kia nó cứ nó dẹp bên mà chụp nó cứ tật là ho là heo đôi sầm mắt mưa lên khơi sân tô ấy hai cầm lạng dương say say mình miền là tập hiệp ấy từ tục à cả lại bạn nó chen cứ bật đào vậy bây giờ to tại mà kia bạn bạn tốt hay tốt nâng cứ chăm khơi cái đặt vô cầm lăng pro mò vay chăm răng hơi cái vô bà hơi miên lan ấy đặt đây rồi nông nhân chun đặt bà tốt bạn mà ngày lăng tiết bạn miên mà sân cục tư bom tập tranh pi cái lại tập tư lệ lệch mình hơi nhom chạy tại ngờ nhom thà sáu thưa bạn lăng nè hai đấy có bộ dương hộp mình chạy thôi nơi chân nam chất dập bay nâng tiết bê hộp nâng cứ cái bạc ca thả dương lịch ở hai chân dương thở hộp bài đi bột nhóm ca nấu cặp bè mình tình nghĩa đòi dương trong cả tùy dân kìm chân dương hộp bài đi bột ạc bàn ấy bột nhóm ca nấu tại đạp bài đi bột tới cứ thở đà cho rịa chân nhóm thở cái vô ta quặng co tôi bay nông mặt cha nương bàn ta mặt bia cái đấy cô prang hộp đấy mình áo biên liệt bộ chẳng sợ có phiền nhom cười nước trời cho sợ tại ca run nơi bắc nhom cười nước cứ nhom mình lại miền tập này mà thầm nói chả miền đấy cứ dừng luật đâm à đâm dừng làm bây ở kia mới khơi nhà dân bên trận càng lột đầm thứ sai
បើសិនជាយើងទឹកភ្នែកដូចពេលនេះប្រហែលជាមិនរួចទេព្រោះរយៈពេលដែលយើងនៅកន្លែងនោះយូរហើយខ្លួនខ្ញុំនឹងយូរជាងគេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនខ្ញុំមានចំណុចពិសេសអីដែលគេមិនយកទៅកំតិចខ្ញុំអត់ដឹងចេះតែនៅទៅប្រឹងធ្វើការលុតដំអារម្មណ៍យើងដើម្បីរស់ហើយពិបាកណាស់ខ្ញុំចេះថាឆ្ងល់ពេលខ្លះខ្ញុំបាយបន្តិចដែលនឹកឃើញការដែលខ្ញុំនៅស្ទឹងជ្រៅអ្នកដែលបញ្ជូនទៅនឹងគឺនៅប៉ុន្មានយូរឯងយ៉ាងយូរ10ថ្ងៃគឺត្រូវមានអ្នកថ្មីមកចាយ៉ាងយូរ10ថ្ងៃត្រូវមានអ្នកថ្មីមកហើយនៅឯបាគូនោះវិញគឺមិនសូវឃើញមានអ្នកចាញ់ចូលអីប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លេចភ្នែកទៅឃើញឡានដឹកយុទ្ធជនដែលផ្ទះសង់តាមមាត់ស្ទឹងហ្នឹងព្រោះក្នុងហ្នឹងគេមិនឲ្យនៅជុំគ្នាទេគេប្រប់ស្រីនៅផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញឡានដែលគេដឹកទាំងឡានចាញ់ចូលហ្នឹងគឺច្រើនប្រុសហើយចំណែកពួកខ្ញុំនឹងដោយរៀងរយាលដល់ពេលទៅបាគូរៀងរយាលការដឹកចេញមិនដូចការនៅស្ទឹងជ្រៅទេប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញគេដឹកនិស្សិតបញ្ញវន្តចូលនៅម្ដុំផ្ទះលុនបងប្អូនលុនណល់តែនៅយើងមិនដឹងយើងសួរគេថាចុះពួកណាដែលមកអត់តន់ដោខអៅហ្នឹងវាថាពួកនិស្សិតបញ្ញវន្តគេមកពីក្រៅមកធ្វើទស្សនកិច្ចខ្ញុំថាមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើអត់ដឹងខ្លួនការដែលខ្ញុំរស់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺតាមពិតកាលនោះខ្ញុំមកឆៅដែរខ្ញុំមិនសូវប្រដាក់ប្រមាណទេគឺខ្ញុំឃើញអ្វីខ្ញុំថាខ្ញុំសួរហើយពាក្យសំណួរមួយដែលខ្ញុំនៅចាំជាពាក្យសំណួរដែលខ្ញុំសួរទៅហើយគេឆ្លើយវិញថាពួកអស់ហ្នឹងដែលទៅហ្នឹងគឺទៅអូខ្វេសហើយខ្ញុំថាចុះអូខ្វេសហ្នឹងនៅទៅណាគេថាគឺចង់ដឹងម៉េមើលតាមផែនទីទៅអញ្ចឹងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍79មកខ្ញុំមកអង្គុយមើលផែនទីប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមិនឃើញអាភូមិអូខ្វេសហ្នឹងសោះខ្ញុំនៅតែចម្ងល់រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបានខ្ញុំដឹងតាមរយៈសាវនាការថាអូខ្វេសហ្នឹងគឺការកំតិចចោលហើយយ៉ាងចាតែគេមិនប្រាប់យើងត្រង់ពីអូខ្វេសហ្នឹងចឹងខ្ញុំនៅបាគូនោះរហូតដល់ឆ្នាំ78ពេលហ្នឹងខ្ញុំបានច្រោតនៅនឹងដែរស្រូវទុំពេលច្រោតហើយប្រហែលជាខែ12 78ហ្នឹងរយៈពេលមិនតាន់ឈានដល់ថ្ងៃខែមករា79ទេគឺយើងបានទៅលើកទៅនោះទៅនោះហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំទេគឺយុទ្ធជនគេនៅផ្នែកផ្សេងទៅដែលយើងមើលទៅឃើញដែរហើយពួកនារីហ្នឹងនៅផ្សេងទៅប៉ុន្តែគឺមានមីក្រូគេចាក់ចម្រៀងបដិវត្តនឹងទៅហឹងអឹងកងពេលនោះខ្ញុំទៅបានតែមួយអាទិត្យទេខ្ញុំរែកដីឡើងទៅនប់លែងរួចហើយពេលដែលខ្ញុំរែកដីឡើងទៅនប់លែងរួចហ្នឹងក៏គេឲ្យខ្ញុំកាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំសុំប្រើអាការងារណាដែលកាន់ដងជាប់ហ្នឹងព្រោះដៃខ្ញុំវាមិនមានកម្លាំងទេមកខាងទៀតហ្នឹងវាមានតែមកខាងអញ្ចឹងគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឡើងទៅលើទៅនប់ដៃឈរតប់ដៃលើខ្នងទៅនប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលខ្ញុំចាំដោយដៃល្បិចរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាយើងនៅតែមិនមានត្បិតពុតត្បតសម្រាប់ជីវិតទេគឺយើងស្លាប់ទូកាខ្ញុំធ្វើពុតឈឺធ្វើពុតឈឺនឹងខ្ញុំដើរទៅខ្ញុំលូកឲ្យក្អួតទៅខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំទៅមិនរួចហ្នឹងអានឹងមិនតំណប់ខ្លួនគេថាមើលអ្នកឈឺដេកប៉ែស៊ីបបខ្ញុំថាបបក៏ហូបដែរអញ្ចឹងវាធូរកម្លាំងបានមួយថ្ងៃពីរអញ្ចឹងវាក្រាន់ដែរជាងយើងទៅធ្វើការនេះខ្ញុំសុំរំលឹកឡើងវិញនៅការចងចាំផងខ្ញុំឲ្យមានច្រើនណាដែលខ្ញុំព្យាយាមខំរំលឹកឡើងវិញនៅរឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតែរឿងខ្លះរំលឹកមិនឃើញរឿងខ្លះនឹកឃើញហើយតែជួងការដូចនិយាយមិនអស់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាចេះតែសារចុះសារឡើងនៅក្នុងអាប្លុកនៃកន្លែងដែលយើងឆ្លងកាត់ហ្នឹងមិញយើងនិយាយដល់ទៅការលើកទៅនោះតែផ្លែឡើងយើងនឹកឃើញដល់ការដែលយើងទូប្រដាប់
ពោះពេលដែលយើងដកឲ្យឡើងពីស្ទូងយើងត្រូវដកវាគ្រាន់តែការនោះខ្ញុំក្រាន់ចេះក្រាន់ត្រង់ថាដកសណាប់បើសិនជាយើងដកមិនបានម្នាក់មកផ្លោនទេគឺបានឡើងសម្អាតរាងកាយមួយទឹកអីទេគឺគេឲ្យយើងដកគ្រាន់តែខ្ញុំប្រកែកដកសណាប់បោកក្នុងខ្មងជើងពេលដែលសណាប់ជាប់ដីនឹងពេលយើងបោកនឹងម្រាមជើងវាមិនសូវស្អាតមិនសូវលឿន ຈັ່ງຂ້ອຍມັນຫົນຄືປີໃບນຽງອັນເຕືອຍຍັງຖ້າປີນາຈອງປີນາຈົມຂ້ອຍມັນແນັກຕະນີດອກຈ້າຈັ່ງຍັງດອກບານລືນລືນໃຫ້ຍັງມີເປລມົນເກຫຼັງມາສະອາດຫມຸດຕຶກໃຫ້ຫມຸດຕຶກນັ້ນຍັງມັນຕະຫມຸດຕຶກໃຫ້ນາຊງາຍຫມຸດຕຶກສແຫຼນຕະດາຍນັ້ນຫມຸດຕຶກສແຫຼນນັ້ນໃຫ້ຍັງຫມຸດໃຫ້ຍັງສະອາດຄົນປານໃຫ້ຍັງກູ້ຂາຍັງນັ້ນຍັງ ខ្លះហើយយើងពុះតែស្ងួតតែយើងស្លៀកទៅវិញទៅដល់ពេលយើងមកផ្ទះយើងយកអាស្ងួតទៅស្លៀកទៅហើយយើងយកអានឹងហាទៅព្រលឹមឡើងយើងស្លៀកអានអញ្ចឹងការនឹងគាត់នឹងជម្រាបថាគេមិនមានដកសម្ភារៈខោអាវខ្ញុំអីទេគឺយើងរយៈពេល 2 ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងមានខោអាវស្បួនកំភ្លែដែរគឺសពុត 2 កំភ្លែប៉ុន្តែសពុតហ្នឹងខ្ញុំធ្វើកតោបអស់មួយទៅនៅសល់តែមួយអញ្ចឹងយើងមានខោ 2 កំភ្លែហ្នឹងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរនឹងសពុ
Hay nơi pê đài nơi pê là ngay và mối mạng ra chắc nhưng vậy ơi lươn tí chắc nực nực tư việc toàn khơi phim phim mà chúng ta ăn dây hay bán nực khơi tạm cái bán dây đặt ngay thì còn mối mạng ra ngay nâng ăn bên tay thư bố là cam thế hay dương có ăn đăng bì sập hiệp ca nơi tì trong thông quanh này hay chơi nông huyết ngon hạt ấy có ngày nâng lưu gặp lương chân mấy hay cho ngày nâng hạt ấy có kia mà ao dương tự thư ca kia pra thảo dương trìm trìm tật lãng sàng dương có trìm hộp bài hộp tật ấy hay dương ọt bàn chanh tật bê ngay tới cứ bê dục hay kia pra thảo chăm dương chăm chung khí nè chân dương bàn trìm hạ ai dương bảo lâu dương nâng mình dìa chán thì mà sập bê nơi non nâng cô chăm được non tận lục nâng máu bà hai chia bầm bầm cả lá rồi bầm bay nâng bàn thì tháo to dương từ bơ tay nâng bơ nâng cứ dương tay bơ dùng nâng cứ dương mình đăng từ nằm bàn phịch phèng lại na đấy pro nam uy ví dụ hay hay dương ắt qua phum sa hay cả đời dương tay nâng cái práp na phum na phum na tay dương phịch bạn hạt tơ tơ và là đo phư lá dương thật to chầm cà lạc mùi nước mà đang kia nè na nè này khá cái liến nha non nè cầm tay chầm cà lạc nước hộp nè mùi mà nè pi thôi ơ đang chưa chầm cà bò nè na không hạ còm đang bò chia chân đang bò ăn cái phim đang nghe non nè hộp chắc dạ pi là dương tơ đo mà đang kia cái lại na và nó còn là nhóm trăm bàn thà nơi thứ ngày muối cào bị bầm bầm mạ cả mình tịnh nâng tới cứ nơi chẩn lọ nôm chơi gì cha nôm chơi cứ nơi nông sọc buông tả lại thắt buông nắng hơi nâng nơi chẩn lọ om leang về nâng môn là cái vai kia nơi om leang cứ nhom man chụp lục đội chuồn chọp chào đại dương to tuột nơi ngày nín chụp nâng chụp trái thế mình chụp dương tại chụp qua thế cứ bật thiên con nâng kia đi cà prab thạc nhom nâng miên cầm nứt ruột tạm phân nhom ruột men bàn tay ruột để mình ruột vì chọp sai tiêm chẳng kia đi cà tới chẳng bơi nâng cây nòm nhom tại chụp nhom khơi quạt coi nơi nông tè môi sang pi à say đại cái tầm sáng thay thay thế hay là niệm cái con bỏ từ bầu sang hay chạy đàn ấy nhẹ đè nòng nhầm tay nó cái chia sẻ hái cái squat nhầm chấm à tay nhầm ắt squat cái thế rồi nó cũng khơi nên toàn là nó cái nhẹ về là khơi nhầm tay đo cái lại nó cái nhẹ đấy cái thạp bong bong mòn được đấy em thằng á mày có squat nhầm thế squat chấm à nó ắt lịch côn bằng ai thế nằm bên côn ấy ai ủa cao bằng ai nơi mò phun nhậu bài bong nhầm hầu quá nhưng mà sao châu tẹo bằng ai hộp bài tẹo mai chúng ta nhầm mình chăm thì
Why complain? Why take like so much money? Why hope about bone and time by pote? My pote, oh, I'm by pote. How can I come like to say to me that your party side and I'm cheat day? Yum cheat day, like that. I take up a dog, yum time saying, time float out. But then you may jump on, pray that yum that you look like Nunku, Kumancho, they pray Nunku, Mancho, or pray Chiro, they could pray that you had to pray the bottle, 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 chia từng loạt bao nhóm trong trường điệp xu cả nó trong mình hai lô chẳng nên cho nhóm hai bò hai nhóm của mình phải bị giảm mật này nhóm hai bò bên mọt trường điệp xu thò mà đà nhóm này chăm quặn quay pen này lơ kề à say nữa trong này chớ ra tại đọ gặp lương clay thì chắc cái chuông xịt ca nhóm và tại nhóm cái lấy này tới phương khai quạt nó mình bạc sao thì chẳng như mình như là làm thầy đi và tại bên nó chăm tiêm khuôn nó chăm đọt khuôn mà cả là chăm thiên là bây tiêm chăm hò chăm tha chăm tăng cho tha bảo sân nhà miền hai cây môi mình sửa chăm nâng bắt đầu sạp bắt đầu luôn ta đã em kịch đạo của phương này ai quên nâng và tại vì chạy đoàn đây là để chăm bên nó chăm ọt thầy chăm ọt tạo sát hai chăm nơi tại sao chung mùi quạt riêng nhầm nhầm hỏi quạt xua mình mang xua cho mua nhóm còn là xua tháng mình là đi ai mà phần mạng ngày ấy nhóm còn là chẳng riêng tháng cha bốn nhóm màu tăng chật phần quạt đôi chật nhạc luôn mạch mình là đi ai nơi ban dù mà hay mình là đi ai đăng đăng miên riêng ấy đây máu nhầm khi mà thả ọt đăng tê mình là đi ai chẳng quán ba nếu chỉ ca ta xa quán quạt cam đâu ấy có tháng chẳng cầm ăn ta con với nhau nơi nắng ngày vẫn đây là tôi ba một ngày khai mở co miền bắc cà vài ngày prai tới ba ruột 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 tới co mình toàn bài bị con nắng tiết cứ từ đó là khô muối nhầm ớt chấm đấy nơi bài om lèng nưng dạ về là sầm rạ nưng chấm nước hơi khi mình score của quân cua sa bỏ qua đấy bỏ lục đôi chân khi mình score lấy vận tải miền nẹp xe để nơi các bài khi mình đăng ký sắp đạp tháo nông ai bật quân lục bật thiền dương ngơ vận tải nhưng cả lấy cái này tới khơi quạt bay cầu hơi nơi pê để thưa đồng nào bạn tọp từ tam lời nứng từ miền pro miền say sạt tọp sạt miền chia chuyên khai kha miền kịp ăn khát ao hơi miền miền nẹp du bà lâu hay dưỡng nâng quay mưa thom đá nên mình chạp ở rộng thế khi còn là pra bằng nâng ấy bằng nâng mình chạp bạc thế vừa bị pleasure đá màu cái lại là dưỡng quay nâng phai chi mà phai mai nâng chân dưỡng mình chạp ở rộng thế khi còn là pra bằng nâng pra thế dưỡng còn là đăng bằng nâng còn là dưỡng chăm đang chân dưỡng thua ca thắng hai tay kê mê hai tay kê thông nâng xong bây đầy bị tật đo chùm màu hỏi con nơi tầm miên kê do chất tục đạt hai toàm trên này dưỡng ca đầy dưỡng là nơi trong tử lệ xong bây giờ sụp bù xâm rạp ả ná mái con xong bây giờ cắt tớ bốc miên và đây mình chạp ả rõm chân nên đi chia bái thế thò mặt đá còn là mình ả rõm kết chăng ta hay ta chăng hay bê nâng nhóm chia dìm ruột nè ruột chân quan tài ruột mình ruột đòi miên xe kiêng cho ạ đạp bái ngay anh thích cứ xe nó mặt đá lên quạt xe tay mùi phạch 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 hư hư ná mùi trọp làm mối khai từ ba phong chẳng dẹp về nâng nơi ngay để cái văn kia nơi om lẻng nhầm nơi riêng ngay đây dương mình bán ruột sầm tai từ om lẻng thế cứ dương ruột cắt từ tầng châu bảy tam nhầm đằng chạm bán khai khai cứ dương ruột tam từ tam mặt đảo chuột nông pi ban đầu nước nhầm sau chia cho nắm từ vòng lại cao tới nhóm trường vậy ta sẽ đám chơi vùng vế nhé mình đang ngày nay đấy còn là trăm bàn thả om leng trường không trở ri sọc cùng thả lai ấy chẳng trăm bàn và là ở bậc cấp chia thả phum ni ở chỗ ba như phật hay mua hai này cao phật đang mò được nhóm này tăng smart đây thật nhóm đang bấm phật ở
នៅតាំងពីឆ្នាំ79ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2005ទើបមានអីការស្រាវជ្រាវពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារហ្នឹងបានខ្ញុំខំរំលឹកណាតែរំលឹកវាអត់ចាញ់រឿងគេវាចាញ់អារឿងខ្លួនឯងហ្នឹងច្រើនជាងអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ល្អដែរចាញ់រឿងខ្លួនឯងច្រើនជាងអញ្ចឹងរយៈពេលដែលខ្ញុំទៅនៅក្នុងព្រៃមិនមែនធម្មតាគឺខ្ញុំឃើញស្រូវចម្រុកច្រើនណាដែលគេសង់ហើយ គេជំលះពីចង្រុកមួយទៅដាក់ចង្រុកមួយហើយពេលហ្នឹងគឺយើងបាត់ឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងដែលយើងឃើញធ្លាប់ឃើញពីមុននៅឯកងដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែចេះតែឆ្ងល់ចុះអានេះរសារពិសេសសម្រាប់ចាត់ចែងការងារហ្នឹងវានៅតាណាពូវាច្បាស់មិនហើយធ្វើការគ្រប់ផ្លែតៗមិនអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងយូរយូរទៅដាច់រយៈតកតងអស់ hay na mui chat khiem phie yim bambai chanh phong keu toal tae khiem neu ta aing leng mien pi na skoal ban jeung chanh ruoch hay chanh ruoch nung keu jeung som ke neu neh noh nei noh keu khiem neu khong pei nung dach sveang chit 4 khai dae khiem ot skoal chiet angko keu jeung houp tae khlai chreu chheu hay jeung veng jeung mndang me kaoy mndang krom mndang phu lahout khiem da tae chnam 79 ចុងខែគឺខែស្រូវទុំប្រហែលជាក្នុងខែ 12 ឬក៏ដើមឆ្នាំ 80 ខែ 1 ប្រហែលនេះណាប្រហែលអាពើស្រូវយើងស្រូវទុំស្រូវស្រែនឹងបានខ្ញុំមកដល់ផ្ទះ ហើយមុនពេលដែលខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចទៅខាងដើមវិញគឺនៅពេលដែលយើងបានបាយហូប ពេលដែលយើងអត់3-4ខែអត់ស្គាល់ជាតិអង្គពេលដែលយើងបានបាយហុកគឺយើងចាប់ឈឺពេលហ្នឹងចាប់ឈឺរៀមូលគឺយើងចូលដេកប្រែធ្វើស្វើផងប្រែលុកសាំងនៅពេញផងជាមិនយើងទៅដល់ផ្ទះនៅខែច្រោតហើយនៅពេលដែលយើងទៅដល់ផ្ទះ ដែលខ្ញុំរន្ធត់ជាងកាលដែលខ្ញុំនៅសមរភូមិគឺគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ស្លាប់គ្មានសល់គ្មានសល់ម្នាក់ខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តណាស់ពេលដែលខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនម៉ែឪកូនក្មួយសាច់បកកើតសាច់ថ្លៃខ្ញុំរាប់តែបកកើតសាច់ថ្លៃគឺគ្មានសល់សល់តែខ្ញុំមួយ នៅឆ្នាំ 80 ឆ្នាំ 80 ពេញមួយឆ្នាំខ្ញុំអត់មានធ្វើអីកាត់ទេគឺបានញាតិមិត្តបងប្អូនចដូនចដូនមួយឬក៏ចិត្តខាងទីជួយទាំងស្មារតីទាំងសម្ភារៈដើម្បីឲ្យខ្ញុំពង្រឹងជីវិតដើម្បីរស់ចាប់ពីពេលហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំព្យាយាមបំភ្លេចរឿងអតីតកាល តាមប្រភេទនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយអញ្ចឹងត្រង់ថាពេលដែលខ្ញុំទៅនៅសរ21នឹងខ្ញុំអត់បានយកសភុកំណត់ហេតុខ្ញុំទៅសេតាំងពីឆ្នាំ76រហូតពួកគេអត់បានរៀបចំឲ្យខ្ញុំទេអត់បានយកសភុប៉ុន្តែក៏ជាសំណាងល្អដែរដែលគេមិនដាក់ឲ្យទៅបើសិនជាគេដាក់កំណត់ហេតុដែលខ្ញុំធ្លាប់ចូលប្រជុំចូលស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់បកបោះមេខាងលើនឹងក៏ប្រហែលជាខ្ញុំមិនរសដែរវាម្យ៉ាងម្យ៉ាងដែរ ហើយខ្ញុំព្យាយាមបំភ្លេចខ្ញុំមិនចាំហើយខ្ញុំចាប់រំលឹកឡើងវិញរឿងផ្ទាល់ខ្លួននឹងក៏ចាំមិនអស់ដែរចាខ្ញុំសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណ ជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះគុលវេទិកាទៅមេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរនូវសំណួរដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះអ្វីដែលមេធាវីយល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់
ស្វែងរកការពិតនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ដើមរងរបស់នេះរបស់លោកសូមជើញ ទីមួយតកតងជាមួយនឹងការងាររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងពេលដែលអង្គការគេបញ្ជូនមកធ្វើនៅភ្នំពេញអង្គការរបស់ពួកខ្មែរក្រហមតែអ្នកស្រីជម្រាបអង្គសវនាការពីថ្ងៃមុនថាក្រោយថ្ងៃ12ខែមេសាឆ្នាំ19រដ្ឋសភាអ្នកស្រីត្រូវបានអង្គការបញ្ជូនមកនៅភ្នំពេញហើយធ្វើការផ្នែកខាងភស្តុភារតើផ្នែកភស្តុភារនឹងមានការគ្រប់គ្រងឬការកាប់ជាទ្របឬក៏ជារបស់របរអ្វីខ្លះ ចាអរគុណចម្រាបប្រសាសន៍លោកមេធាវីគឺក្រោយថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ 75 គឺខ្ញុំបានត្រូវអង្គការឲ្យមកទទួលការងារនៅក្នុងក្រសួងភស្តុភារគឺនៅក្នុងផ្នែកឈ្មោះអង្គភាព ស. 80 ហើយ ស. 80 ហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រាប់រំសេវទូទាំងប្រទេសចា នៅម្ដុំទួលកោកភ្នំពេញនេះតែឯងនេះឯងបាទសូមអរគុណតើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីពេលនោះគេឲ្យអ្នកស្រីធ្វើអីខ្លះដែលនៅក្នុងទទួលកោកហ្នឹងឬមួយក៏ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលចាជំរាបសួរការហ្នឹងខ្ញុំមានមួយកងអនុសាសន៍តូចដែលមកនៅក្នុងអង្គភាព ស. 80 ហ្នឹង គឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខាងដើមបន្តិចថាពេលដែលយើងមកនៅអង្គភាព ស. 80 ភស្តុភារសេនាធិការហ្នឹងគឺយើងចាញ់ពីអង្គភាពតបនារីភូមិភាគ34គឺពួកនាងខ្ញុំមានមួយអនុសាសន៍ធំហើយគឺយើងបែងចែកមក ស. 80 ហ្នឹងមួយអនុសាសន៍តូចហើយមួយអនុសាសន៍តូចទៀតទៅកម20ហើយមួយអនុសាសន៍តូចទៀតគឺមាន 3 អនុសាសន៍តូចគឺទៅយក 51 គេហៅថាកន្លែង គ្រប់គ្រងជួសជុលអាវុធនៅក្បែរកន្លែងខ្ញុំដែរគឺម្ដុំទួលកោនោះដែរគឺការងាររបស់ខ្ញុំកាលហ្នឹងគឺយើងរៀបចំឃ្លាំងហើយឃ្លាំងហ្នឹងគឺមានតែមួយទេដែលខ្ញុំឃើញតែគេសង់ថ្មី7សង់ជាឃ្លាំងហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងយកផ្ទះជាជនដែលនៅសល់ពីសង្គមហ្នឹងធ្វើជាឃ្លាំងដាក់ក្រប ហើយយើងប្រមូលក្របជ័យភ័ណ្ឌផងតាមតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងផងហើយយើងប្រមូលពីតាមខេត្តតាមព្រៃពិសេសព្រៃកំពង់ឆ្នាំងយើងដឹកជូនហើយយើងមានការបែងចែកហើយយើងចំពោះខ្លួនខ្ញុំមិនសូវបានចេញទៅក្រៅទេគឺច្រើននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងដើម្បីទទួលក្របពីក្រៅមករៀបចំបែងចែកជាមួយគេជាមួយឯងក្នុងនឹងចា ហើយយាមហងយាមក្លាំងហងយាមពេលយកយើងចាត់ចែងវិញយាមដល់សូមអរគុណមិញអ្នកស្រីថាទទួលការងារចំនួននោះប្រមូលសភាវុធគ្រាប់រំសេវផងនឹងចែកចាយផងតើអ្នកស្រីផ្ទាល់មានដែរបានទៅជាមួយឬក៏ដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ឬអាវុធនោះទៅចែកចាយនៅក្នុង អង្គភាពយុធារឺពួកប្រដាប់អាវុធផ្សេងៗនៅក្នុងភ្នំពេញនឹងដែរឬទេជំរាបសួរអត់ទេបាទសំណួរមួយទៀតតកតងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែរតើអ្នកស្រីបានស្គាល់ក៏បរិវេណឬក៏ទីតាំងរបស់ មន្ទីរស 21និយាយឲ្យខ្លីអ្នកស្រីដែរឬក៏ដែរស្គាល់ឈ្មោះមន្ទីរស 21នឹងដែរទេនៅភ្នំពេញចាជំរាបសួរ
បើនិយាយពីមន្ទីរសពភ័យមួយគឺគេច្រើនសម្ដៅទៅលើតែសារមន្ទីរទួលស្លែងគឺខ្វៀងអត់ដែរលឺអត់ដែរឃើញអត់ដែរមកដល់ក្បែរនោះទេប៉ុន្តែចង់ជម្រាបបញ្ជាក់ថាខ្ញុំធ្លាប់បានលឺនៅអេប្រេសសពួងកាលនោះខ្ញុំទៅដឹកក្របនៅចកាដងចកាដងហើយបងផាដែលគាត់ជាអ្នកដឹកងំផ្ទាល់នៅកន្លែងនោះពេលទៅដល់ចកាដងគាត់ចង្អុលប្រាប់ ថានងកន្លែងសន្សុកសមភ័យមួយនឹងខ្ញុំគាត់នៅលើប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបើពាក្យថានៅទួលស្លែងនេះអាចដែរឬសោះបាទសូមអរគុណពីថ្ងៃមុនអ្នកស្រីបានជម្រាបអង្គសវនកម្មអំពីរឿងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនមុនពេលគេចាប់បញ្ជូនអ្នកស្រីនឹង3ថ្ងៃតើអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេតកតងជាមួយនឹងស្វាមីអ្នកស្រីថាតើ ទីមួយគាត់មានមុខងារជាអ្វីហើយខាងណាដែលចាប់ខ្លួនគាត់នឹងបញ្ជូនទៅដាក់កន្លែងណាអ្នកស្រីបានដឹងតំណឹងទេអំពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក្នុង ចាជំរាបសួរលោកនីតិវីខ្ញុំទៅតាមបានទទួលឯកសារច្បាស់ពីម្សិលមិញថាប្តីរបស់នាងខ្ញុំគេបញ្ជូនពីរដងបានមកដល់ទួលស្លាយនឹងប៉ុន្តែនៅតាមរយៈឯកសារទេតាមការចងចាំផងខ្ញុំគឺលើកទី1បើឯកសារនឹងតាមខ្ញុំពិនិត្យឃើញគឺមានការខុសគ្នាថ្ងៃខែ តាមខ្ញុំចាំនៅថ្ងៃទី1ដែលគេបញ្ជូនប្តីខ្ញុំមកនឹងនៅឆ្នាំ78នោះខ្ញុំអត់បានចាំថ្ងៃខែកាលនោះខ្ញុំឃើញឯកសារពេលនោះខ្ញុំទៅដេកប៉ែតនៅកោអំភៃនោះដល់ខ្ញុំចាញ់កូនគេបញ្ជូនប្តីខ្ញុំមកប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគេប្រាប់ថាប្តីផ្លាស់ទៅនៅកន្លែងផ្សេងហើយអញ្ចឹងអារឿងការផ្លាស់ប្តូរការងារខ្ញុំកាលនោះចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលដេកប៉ែត ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកខ្ញុំចាញ់ពីពេទ្យគ្រូខ្ញុំនឹងគេអត់ឲ្យខ្ញុំទៅអង្គភាពសរ80%ទេគឺគេមានខោអាវខ្ញុំដែលនៅកន្លែងនោះគេយកមកឲ្យខ្ញុំដល់កន្លែងពេទ្យរួចទៅហើយគេគាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងបើបងអាចចាញ់ពេទ្យហ្នឹងគេជូនបងអាចទៅជុំប្តីចាគេក៏ជូនឡានខ្ញុំទៅពេលដែលគេជូនឡានខ្ញុំទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំជួបប្តីខ្ញុំមែនប្តីខ្ញុំគឺនៅបង្កើនផលម្ដុំ ហាងអូនស្បាមពៅដែលយើងជិះតាមស្ពានក្បាលថ្នល់ស្បាមពៅនោះតាមមាត់ទន្លេទៅត្បូងនោះគឺម្ដុំវត្តកំសាន្តនោះខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ជួបប្តីខ្ញុំមែនក៏យើងនៅបានរយៈប្រហែលជា20ឆ្នាំទេបានឃើញមានឡានមួយទៀតគេមកយកប្តីខ្ញុំទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹង ប្តីខ្ញុំគ្រាន់តែពេលខ្ញុំជូនឡើងឡានគាត់គ្រាន់តែខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចទេគាត់ថាគាត់មិនរួចទេដើម្បីជីវិតខ្ញុំនិងជីវិតកូនខ្ញុំចាហើយគាត់គាត់បានផ្ដាំថាបើគាត់បើខ្ញុំនឹកគាត់ខំធ្វើការទៅបាក់ដឹកហើយមានប៉ុណ្ណឹងគាត់តែជាសម្ដីចុងក្រោយហើយនឹងផ្ដាំថាពេលខ្ញុំកូនខ្ចីហើយខ្ញុំដាំដំណាំផឹកទៅមិនទាស់ទេដំណាំនឹងគឺ គឺតាមខ្ញុំចាខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានសូមដាក់បញ្ចាំងឯកសារប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកស្រីជុំនៅដែលគាត់បានរកបាននៅមន្ទីរស.២១ឯកសារប្រភេទនេះដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងហើយសាច់ បាទសូមជម្រាបលោកប្រធានទេសាឯកសារនេះខ្ញុំថតដាច់ហើយខាងនេះមាន
lech ERN chi phasa khmae 00 211380 ក្រុងទូទួ សូមជម្រាបលោកប្រធានផងដែរលេខឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសមានលេខ ERN00 28 97 29 តម្លើងវាទៅលើទៅដើម្បីឲ្យឃើញរហូតដល់ក្រោមទៅ បញ្ចុះវិញមកនៅចំណុចកណ្ដាលត្រង់ចំណុចថាមិន បញ្ជឿញ បាទសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់នឹងរូបភាពនេះ ខ្ញុំបាទសូមសួរអ្នកស្រីជុំនៅ អ្នកស្រីជុំនៅ ឈ្មោះ របស់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលនៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបនេះដាក់ថានូមឿនឈ្មោះប្រែហៅសែមប៉ុន្តែឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារឧបសម្ព័ន្ធស្ដីពីអ្នកទោសភេទប្រុសនៅក្នុងមន្ទីរស-21មួយដែលមានលេខ ERN00 33 10 76 នឹងលេខ ERN 00 33 18 03 ដាក់ថាត្រង់លេខរៀង 3210 នៅក្នុងឯកសារ 00 33 10 76 ដាក់ឈ្មោះ នូសមឿនហៅសែមទូនាទីយុទ្ធជនមន្ទីរ72ខផសភាសេនាធិការចូលនៅថ្ងៃទី30ខែ7ឆ្នាំ1977នឹងឯកសារលេខ ERN00 38 13 03លេខរៀង 18 27 ឈ្មោះនូសមឿនដូចគ្នាដែរខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានមាននៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបដាក់ថានូមឿនហើយខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងនូសមឿនអ្នកស្រីអាចពន្យល់បានទេ ចាជំរាបប្រសាសន៍លោកមេធាវី ឈ្មោះនូសមឿនឬនូមឿនដែលហៅសែមនេះខ្ញុំអាចទទួលយកបានព្រោះឈ្មោះនេះជាឈ្មោះប្តីរបស់ខ្ញុំនេះប្រហែលជាបច្ចេកទេសក្នុងការសរសេរខ្លះក្នុងនឹងខ្ញុំក៏បានជម្រាបដល់សហការីក្រុមដែរខ្ញុំថាប្តីខ្ញុំឈ្មោះដើមគឺនូសមឿនអញ្ចឹងបើសិនជាមានថានូមឿនដែលទីទួយគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះវាមកច្បាស់នឹងឈ្មោះប្រែ ដែលខ្ញុំចាំគឺឈ្មោះសែមហើយខ្ញុំចាំបានថានៅក្នុងខោភីសេនាធិការនឹងជាមួយគ្នាវាចម្លែកត្រង់ថានៅមន្ទីរមក2ហ្នឹងដែលខ្ញុំចម្ងល់ត្រង់ថាប្តីខ្ញុំកើតនៅជុំគ្នាជាជននៅស-80 ຈັ່ງຈັ່ງງານນີ້ພາທີ່ຈຳດອກເປີນີ້ຂ້ອຍມັນຕັ້ງສຳນວນມາຈຳນວນສູ່ໂດຍຄຸນຈອບຈາວບາດສົມອະຄຸນທີ່ສຳນວນຈົ່ງຂ້າຍສູ່ນັກສໄລຕຽກຕົງຢູ່ໃນປະຫວັດຕະຮູບສັງຄેບນັ້ນນັກສໄລບານຈຳເດຖ້າຖືໃນອ້າຍນາຫຼືໃນເປລນາ សម្ញ្ញាលោកប្រធានយករូបភាពប្រវត្តិរូបចេញពីអេក្រង់វិញមកចាគឺយើងមន្ត្រីតុលាការត្រឡប់ដកឯកសារនេះចេញហើយ
lập tờ rụp hiệp rõ cái đầy là vĩnh. ចាំគឺធ្វើនៅថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំទៅដល់ស្ទឹងជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំពេលនោះគឺអត់មានអង្គរីឡេវាយអញ្ចឹងទេគឺគេសួរឈ្មោះខ្ញុំចូលក្នុងសភៅតែម្ដងហើយជាអសរអង្គរីឡេនេះគឺនៅកន្លែងនោះតាមខ្ញុំចាំអត់មានទេប៉ុន្តែជាដំបូងគេសួរឈ្មោះខ្ញុំរួចហើយចុះក្នុងជីគេនោះសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានដាក់បង្ហាញរូបភាពគាត់ ចុងក្រោយមួយទៀតបាទមន្ត្រីលាការដាក់បង្ហាញនៅរូបភាពយករូបភាពពីមេធាវីដាក់បង្ហាញនៅម៉ាស៊ីនស្លាយដើម្បីបង្ហាញរូបភាពនៅកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ សូមជម្រាបលោកប្រធានបាទរូបថតនេះគឺយើងពង្រីកចេញពីរូបប្រវត្តិទៅរូបនេះអំបញ្ញមិញដែលរូបក្នុងប្រវត្តិទៅរូបវាអត់សូវច្បាស់ខ្ញុំបាទសូមសួរសំណួរចុងក្រោយថាតើរូបថតនេះគឺពិតជារូបថតអ្នកស្រីដែរឬទេ ហើយអ្នកណាសរសេរឈ្មោះនៅពីក្រោមជំនាញភាសាលោកប្រធានរូបនេះគឺពិតជារូបរបស់ខ្ញុំកាលពី32ឆ្នាំមុនចាហើយឈ្មោះដែលសរសេរនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងពីណាសរសេរទេហើយគេថតខ្ញុំនឹងគេថតទៅខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងសរសេរឈ្មោះនេះខ្ញុំមិនដឹងទេ បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទអស់សំណួរសូមអរគុណអ្នកស្រីជុំនៅបាទអរគុណព្រះបុគ្គលពិតជាទៅតំណាងឲ្យសាភិញ្ញាបើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់ដើមម្ដងដល់ពលនីរំនេះសូមអញ្ជើញ Merci លោក ដេសម៉ែល សូមអរគុណលោកប្រធានបាក់បាក់បន្តិចសិនលោកតំណាងសាភិញ្ញាព្រោះជាក្រុមសង្មាក់គាត់មានបញ្ហាចង់និយាយសូមអញ្ជើញលោកជាក្រុមសង្មាក់ Oui merci monsieur le président, j'ai écouté ce matin le témoignage de cette partie civile. Elle a fait état notamment d'une rencontre avec l'accusé. Bien que cette rencontre ne soit pas déroulée dans la période de temps qui concerne les faits pour lesquels nous sommes saisis, il me semble important que, pour connaître la personnalité de l'accusé, nous ayons un peu plus d'informations. Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Vous avez donc, madame, fait état d'une rencontre où vous avez été conduite devant l'accusé alors que vous étiez enfui de S24. Est-ce que c'était la première fois que vous rencontriez l'accusé? Et est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de double? Et est-ce que vous pouvez dire pourquoi? Merci monsieur le président. ចៅក្រមអន្តរជាតិថ្ងៃដែលខ្ញុំជួបពេលដែលលោកដូចយកកំភ្លើងខ្លែងមកជួងខ្ញុំនឹងគឺក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ79
Chum Pakat Ha Chmu Chirup Quat Nao Y Chum An Chu Quat Chir Lực Tị Bay Thế Nì Lực Tị Mui, Lực Tị Pí, Lực Tị Mui Chum Chu Quat Nư Đa Nư Lư Khnong Tùm Núc Tại Dương Mình Pakat Ha Rup Quat Thế Đói Kê Prat Ha Nâng Ai Pà Thiên Dương Đại Dương Mình Bàn Nì Dây Sở Đây Hư Kò Su Noa Mây Thế Dương Nơi Kà Phuong Đọa Sma Sra Sân Tù Hãy lược tí bí cứ chụp qua mình bàn như vậy sẽ đầy đá đòi khơi như quạt đà mà bài dưỡng hãy bí nếu nhóm trẻ cho ngày nắng hai ấy có cái áo nhóm stôn nơi bài phứ Bố bàn thật thà áo nhóm stôn nơi bài phứ bố sân tôn nhóm sạp cứ trắng hỏi mù hãy stôn bàn lọ chẳng nhóm xua thà Ôi ngày nắng mấy cô chẳng bài ở thêm xung bài phứ Phuộc bài phứ Đây em sao xưa lấy vì ạp sao tuần đôi nơi cái đá phuộc Vì chân là về Chẳng nghe tháo ngày nay bà thiên thông mà ôi Bọn anh xung lọ đã bài phứ thử Chẳng Tại dương ạp màn Chạp ạ rằm thì Đó bơ lực tiệm bay đã dương chuộc nâng bàn dương thá Mục nâng tà đài Bàn dương bạc cọp thá Nâng ai chìa bà thiên xòm phê mùi. Chà, chân lạc. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites que lorsque vous étiez à S24, à deux occasions, vous avez eu la possibilité de voir l'accusé venir contrôler la façon dont le travail était effectué dans les rizières. Est-ce que c'est bien cela? Je voudrais revenir maintenant plus précisément à cette rencontre. Vous avez dit que vous aviez été conduite devant Douc parce que vous aviez essayé de vous échapper. Est-ce que vous a accusé devant lui? Est-ce que vous nous dire exactement ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est présenté? Est-ce qu'il a tout de suite sorti son pistolet? Combien de temps ça a duré? Pourquoi ça s'est arrêté? Nâng cư kê sqo thêm cho bác tám phơi kê prap thà Bọn anh ta chụp lục bà thiên Bạn cảm ơn kê mình trao biện lô kê chà Nhưng vậy mình sao là thoa nâng lại nít Nhưng trao chăng chăng Ta chụp bà thiên Cho bà phê mùi nâng Kê prap tầng chmuk nhầm thiệt Cư nẹ nâng cư kê sqo thêm cho bác tài Nhưng mình sqo thì Hơi nợ bê đã nhầm ta chụp nâng cư Cư dương anh chùm việp xua quát Hơi dương hai quát bóng Hơi dương mình miên Cả phải khát thế Cứ dương là như mà nhà em thoa mặt đá Hồi Bên là môn quạt xuống Có quạt đọc lên khay rồi cho hai Bàn tay gặp lên khay nó Chăm mình mang khơi quạt bạc sao thế Cứ đọc chân bị chạy kết Chuông dương liềm Chẳng có dương mình ở rộng Thầy dương mình khát dương mình khay Hãy xua xua Nhóm thà Mình là đi ai mau bảo mạng ngay hồi Mau cả lại nó bảo mạng ngay vậy Bên nó nhóm sao tiết Sạch người thà riêng là nhóm mà nhóm Mình chỉ sao chơi Na na nhóm nắng Chia tùm lọp bọc nhóm Nhóm thà cha nhóm màu tăng chặn phần Quát đôi dụp nhẹ Bên đó nhóm sao thà tăng chặn phần Vô bật tất cả cái quạt xuống nó cứ cao Phần phần mạng ra chất sập phần bồn Chẳng dương như nơi cả lại nó chất bí chạm Hãy quạt xuống thà miên đường ấy Nhóm thà ọt đằng Nhưng ạ đằng Thấy Quát có thể lọc biện xuống cho mình Thay tọp một cho mình ha Còn bà nơi cái lái nịp bàn dù Tập bắn á Thấy quát có ạ cho mình Nơi cái lái nông sân thầy
Est-ce que Duc, à un moment ou un autre, en plus du fait de mettre le pistolet sur votre tempe, vous a menacé, vous a dit qu'il allait tirer ou qu'il allait vous tuer? Je suis un peu plus de temps. Tháng thợ tập ban nhà ai cháu cứ quạt để do cặp lương mà xuống cứ quạt mình bán prà quạt quạt sao đây cả năng pê được xem prà quạt thạc xem mà tăng chân phật chân quạt sao đây quạt từ xa thả quạt má nơi bàn du chà phân làm chà. Je vous remercie beaucoup, Madame, pour toutes ces précisions. Je n'ai pas d'autres questions à poser au Président. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame Chum, jeudi dernier, vous aviez évoqué votre mariage forcé par l'Anka. Vous avez également dit que vous aviez été arrêté à la suite de votre mari, probablement parce qu'il était considéré comme un traître. Est-ce que cette situation n'était-elle pas révoltante pour vous, à la fois d'avoir été forcé d'être marié et après d'être accusé à la suite de votre mari? Est-ce que vous avez essayé de dire à l'Ankar que la situation était particulière? Est-ce que vous êtes plaint auprès de l'Ankar à propos de cette arrestation et de votre transfert S24 en raison de l'arrestation de votre mari? Merci. ប៉ុន្តែការរៀបការហ្នឹងគឺប្តីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានស្នើទៅអង្គការត្រឹមត្រូវគេខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់ថាគេមិនបានចាប់កូកងបង្ខំទេតំបងគឺប្តីនាងខ្ញុំហ្នឹងបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នាងខ្ញុំហើយបានស្នើទៅអង្គការហើយអង្គការក៏បានស្នើហៅនាងខ្ញុំទៅសាកសួរទាំងពីរនាក់យើងទាំងពីរនាក់បានព្រមព្រៀងគ្នា ប៉ុន្តែចង់ជម្រាបឲ្យច្បាស់តិចថាការដែលខ្ញុំរៀបការនឹងគឺខ្ញុំមិនទាន់អីនេះស្ដីដណ្ដឹងយើងប្រើពាក្យថាស្ដីដណ្ដឹងចឹងចោះខ្ញុំមិនទាន់គ្រោះថ្នាក់ពីការដៃទេក្រោយមកបានខ្ញុំពីការដៃហើយខ្ញុំចេញពីពេទ្យហើយបានខ្ញុំការហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀបការនឹងគឺមិនមែនការតែខ្ញុំមកគូទេគឺបីគូហើយការដែលប្រាប់ពីពេលវេលារៀបការនឹងគឺវាលឿនពេក លឿនត្រង់ថាប្រាប់ពីព្រឹកថាថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀបការហើយថ្ងៃអាសៀលម៉ោង2មានកម្មវិធីអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំវាក្តុកក្តួលខ្ញុំបានសួរទៅប្រធានខ្ញុំនៅអង្គភាពហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះម៉ោតហ្នឹងក្នុងប្រធានសອບអាសិបហ្នឹងគាត់ឈ្មោះម៉ោតក្នុងបងធំបងផុនខ្ញុំថាហេតុអីបងគាត់លឿនមែនបងមានបានអញ្ជើញមកអើបងប្អូនខ្ញុំពីស្រុកមកទេគាត់ថាអើបាទទេយើងកូនអង្ការហើយ
ມັນອາດឲ្យអ្នកផ្សេងមកបានទេអញ្ចឹងយើងមិនអីទេអង្ការជាម៉ែជាឪហើយបើយើងមិនព្រមយើងមិនស្ដាប់គេសួរថាយើងស្ទុះរួចទេយើងស្ទុះអរួចទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅការក្នុងពិធីហ្នឹងទាំងទឹកភ្នែកខ្ញុំយំដែរថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃការហ្នឹងដល់វាពោះចិត្តត្រង់ថាអត់មានបងប្អូនញាតិពីស្រុកមកដល់គេអត់ផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យចូលរួមចា Je vous remercie. Qui blâmez-vous exactement, Madame Chum Neou, pour la mort de votre bébé, de votre fils, quand vous étiez à S24? ការស្ដីមន្តោសពេលដែលកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំស្លាប់គឺមកពីការទទួលខុសត្រូវចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់លើមិនបានមានផែនការឲ្យល្អិតល្អន់ថាឥឡូវធឹងឆេះធឹងចេះដោយវិធីណាមួយវាមិនដែលមានកូនកំពុងបើហើយផ្ដាច់ចេញយកទៅ កូននឹងវាមិនទាន់លែងបើណាកាសហ្នឹងចាហើយខ្ញុំមិនដឹងដែរមិនដឹងត្រង់ថាពេលដែលវាកាច់កជ្រើលហ្នឹងពេលដែលយើងឲ្យវាបើទៅវាលាប់ខ្ញុំមិនដឹងដែរបើដឹងខ្ញុំមិនឲ្យបើដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ជួបកូនខ្ញុំភ្លាមគឺគ្មានអីលើកកូនបីឲ្យបើប៉ុន្តែពេលបើក្រោយមក ប្រហែលជាមួយម៉ោងឬពីរម៉ោងកូនខ្ញុំចាប់រៀករៀកលហូតពេទ្យក៏ស្ទុះស្ទៀងដែរប៉ុន្តែទុកវាមិនឈ្នះកូននឹងក៏វាស្លាប់ទៅនឹងដៃខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏គេយកទៅកប់ហើយក៏គេខាត់ឲ្យខ្ញុំនៅសម្រាកដើម្បីឲ្យមានសុខភាពប៉ុន្តែ Enfin, je crois que vous aviez déclaré précédemment avoir failli être arrêté à deux reprises, ou plutôt avoir failli être emmené pour être tué à deux reprises lorsque vous étiez à S24. Est-ce que vous pourriez nous raconter cet épisode, s'il vous plaît? Kê hai lang lan pi dong, pan nong pi dong, nhom chang mình che tham mà dong cứ nhom cái buông đó hay kê hai châu với lại tham chả làm tao câu. Pan tai mà dong tiền nó cứ mình bán châu ấy cứ mà dong tiền nó cứ kê áo nhom tay chụp câu nhom là ai pè ai pè nương tao tê tê cha. Pan nằng. Pourriez-vous nous dire, madame, quel était votre état d'esprit lorsqu'on vous a fait monter dans ce camion? Est-ce que vous saviez ce qui vous attendait en tant que personne emmenée dans ce camion? Je suis venu à la maison.
ខ្ញុំនឹកគិតថាខ្ញុំមិនរស់ទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលលើកទី២គាត់ខ្ញុំនឹកគិតថាខ្ញុំមិនរស់ទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលឡានហ្នឹងបើកមកដល់កន្លែងនៅស្នាក់នៅគាត់ក៏ប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំទៅយកខោអាវមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុញតិចទៅថាមិនអីទេពេលដែលគេឲ្យយកខោអាវព្រោះគាត់បានប្រាប់ថាទៅមើលកូនប៉ុន្តែពេលដំបងដែលគេហៅឡើងឡានលើកទី២ដែលថាទៅហ្នឹងគឺគេមិនបានប្រាប់ហេតុការណ៍អីទេ អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្ញុំតាំងប្រមាណហ្នឹងគឺស្ងាត់ជ្រៀបបាត់មាត់ឲ្យគេចុះដោយគេថាខ្ញុំទៅហើយប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកខ្ញុំមកវិញមកកងដល់4ហ្នឹងវិញក្រោយពេលដែលកូនខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំមកវិញគេប្រជុំខ្ញុំគេនាំខ្ញុំមកវិញពេលហ្នឹងអ្នកដែលនៅកន្លែងហ្នឹងគេថាខ្ញុំគេប្រកាសនៅក្នុងកន្លែងដល់គាត់គេយកទៅហើយសេអាណាប្រយ័ត្នមាត់បន្តិចធ្វើការប្រឹងធ្វើការទៅ បាទជំរាបសួរលោកស្រីជុំនៅសូមលោកស្រីជួយបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានអង្គការចាត់បញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការជាអ្នកថែទាំកុមារតើលោកស្រីដឹងថាស្ថានភាពកុមារទាំងនោះយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេ ចាបានជំរាបសួរលោកប្រិយញ្ញានៅពេលដែលគេឲ្យខ្ញុំមើលកុមារដល់ខ្ញុំនៅតែសាយខ្ចីពេកហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានកូនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងដែលមើលកុមារហ្នឹងគឺគេឲ្យខ្ញុំមើលកុមារដែលនៅបើកដោះដែលម្ដាយទៅធ្វើការហ្នឹងគឺកុមារនៅបើកដោះហើយខ្ញុំនៅកន្លែងកុមារហ្នឹង អ្នកមើលនឹងពី3នាក់អញ្ចឹងដបងខ្ញុំឃើញកុមារច្រើនហើយកន្លែងដែលយើងមើលនឹងគឺយើងមានក្រែពី3ទៅហើយក្រែនឹងគឺគេធ្វើជាចម្រឹងពី3ក្រែអញ្ចឹងទៅដោយដាក់តាមប្រភេទកុមារណាដែលចេះវាកុមារណាដែលអត់តន់ចេះកលាប់នឹងអានឹងវានៅស្ងៀមមិនសូវពិបាកប្រមាណទេតែបើកុមារដែលចេះ កលាប់នឹងវាមានការលំបាកខ្លះខ្លាចវាធ្លាក់អញ្ចឹងគេធ្វើចម្រឹងដូចកូនជ្រូកដូចដែលយើងចាំកូនជ្រូកនៅក្នុងទ្រុងក្នុងក្រែមួយៗហ្នឹងមិនមែនម្នាក់ទេហើយកុមារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយូរយូរទៅដែលយើងនៅយូរទៅដូចជាចេះតែរលួសទៅរលួសទៅមិនដឹងជាអ្នកណាស្លាប់នៅពេលណាស្មានមានយកទៅកប់អីទៅណាគាត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ កុមារកូនមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លងទៅលេមុនខ្ញុំមកខែហ្នឹងគឺស្លាប់ដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺស្លាប់នៅពេលដែលពេលជប់ដែលយើងដេកជាមួយគ្នាមុងក្បែរគ្នាហ្នឹងគាត់សឹកប្រាប់ខ្ញុំថាកូនគាត់ស្លាប់ហើយខ្ញុំថាមើលស្លាប់ហើយគ្មានទីណាគេមកយកយើងទាំងយកពេកចាំព្រឹកឡើងទៅហើយក៏យើងនាំគ្នាដេកឱបខ្មោចកូនពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំកូនខ្ញុំហ្នឹងព្រឹកឡើងបានគេយកកូនទៅកប់ចា បាទអរគុណលោកស្រីតើលោកស្រីដឹងទេថាកុមារទាំងនោះគេផ្គត់ផ្គង់អាហារយ៉ាងម៉េចដែរចាជំរាបសួរលោកសហប្រិយញ្ញាការផ្គត់ផ្គង់អាហារកូនដែលកំពុងបាយនឹងគឺប្រឹកឡើងម្ដាយគេយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺ តើតែពេលល្ងាចនោះបានបាយដោះម្ដាយម្ដងទៀតពេលដែលមកពីធ្វើការប៉ុន្តែចន្លោះពេលតែម្ដាយមិននៅនឹងគឺពួកយើងដែលជាអ្នកមើលនឹងគឺដាំបបរគេហៅថាបបរឈ្មោលចាហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៅហើយយើងកាន់ឲ្យម៉ត់ទៅហើយបិចកទៅហូបបានម្បានទៅយើងចែបិចកទៅបិចកផឹកទឹកបិចកផឹកទឹកទៅបាយកិននឹងបាទអរគុណ តាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលធ្វើការជាមួយលោកស្រីហើយលោកស្រីបានប្រាប់អង្គសវនាការថាលោកស្រីក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឡើងឡានម្ដងដែរប៉ុន្តែត្រូវគេប្រាប់ថាចរន្តកូលលោកស្រីក៏ចុះពីឡានមកវិញតែលោកស្រីដឹងទេថាការចាប់នោះនៅពេលនោះគេធ្វើនៅពេលយប់ឬពេលថ្ងៃ
ជំនឿប្រសាទទៅពេលថ្ងៃអាសៀលហើយគឺយើងកំពុងដកយើងឡើងវាស្ទងយើងដកអញ្ចឹងល្ងាចបន្តិចហើយបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកស្រីអាចចាំបានទេថាអ្នកដែលប្រាប់លោកស្រីថាច្រឡំតកោនោះមានឈ្មោះអ្វីដែរ ចាស់ ខ្ញុំ ចាំ បាន គឺ គាត់ ឈ្មោះ ប៉ែត បាន គាត់ នៅ ផ្នែក ខ្វាក់ ផ្នែក ម្ខាង ទៀត គាត់ មាន ស្ពាយ សក្តោ ប៉ែត សម្រាប់ តាម អ្នក ដែល ទៅ វាល ស្រែ នឹង ហើយ គាត់ ឈរ មើល ឈ្មោះ ទាំង អស់ គ្នា គាត់ ក៏ ថា ឈ្មោះ ឈ្មោះ មេញ នឹង ច្រឡំ តកោ ដែរ មិន មែន តកោ នឹង ទេ អញ្ចឹង ពួក គាត់ បក់ ដៃ ខ្ញុំ ចុះ វិញ ទៅ ចា លោក ស្រី នៅ ចាំ ទេ ថា ការ ដឹក នាំ ចាប់ ខ្លួន ទាំង នោះ ធ្វើ ឡើង ដោយ អ្នក ណា ដែល ជា អ្នក ដឹក នាំ ក្នុង ការ ចាប់ ខ្លួន នេះ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ចា អត់ ដឹង ថា ពី ណា មក ដឹក នាំ ឲ្យ ចាប់ ខ្លួន ទេ តាំង ពី ខ្ញុំ សូម លើក ថា តាំង ពី កាល ដែល គេ បញ្ជូន ខ្ញុំ មក តំបន់ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា អ្នក ណា ជា អ្នក នាំ មក ចឹង លោក ស្រី ចាំ ទេ ថា ឡាន ដែល មក ចាប់ ខ្លួន អ្នក ធ្វើ ការ នោះ ជា របស់ អង្គភាព ណា លោក ស្រី ដឹង ទេ ថា វា មាន អី សម្គាល់ ទេ ចា ជំនឿ ប្រសាទ ឡាន ដែល គេ មក ចាប់ ខ្លួន ខ្ញុំ តាំង ពី ដំបូង ដំបូង ដែល ខ្ញុំ មក ស្ទឹង ជ្រៅ នឹង គឺ ខ្ញុំ មក គ្នា 2 នាក់ នឹង ហើយ ដល់ ឡាន នឹង ដែល ខ្ញុំ ជិះ មក តាំង ពេល ដែល គេ មក ចាប់ ខ្ញុំ លើ ក្រោយ ដែល ថា ច្រឡំ តកោ នឹង ក៏ ជា ឡាន ម៉ាក តែ 1 ប៉ុន្តែ ឡាន នឹង គឺ ជា ឡាន តូច ពណ៌ ស្លាយ តែ ខ្ញុំ អត់ ចាំ ថា ឡាន នឹង ជា ម៉ាក អី ទេ បាទ អរគុណ តើ លោក ស្រី ដែល សង្កេត មើល ទេ ថា ការ ចាប់ ខ្លួន បែប នេះ ឧស្សាហ៍ កើត មាន ឡើង ទេ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ លោក ស្រី នោះ ចា ជំនឿ ប្រសាទ ការ ដែល ចាប់ ខ្លួន បញ្ជូន គឺ ខ្ញុំ ឃើញ ជា ញឹក ញាប់ នៅ ឯ ស្ទឹង ជ្រៅ ស្ទឹង ជ្រៅ ជា កន្លែង ដែល ខ្ញុំ នៅ ដំបូង គឺ ញឹក ញាប់ ហើយ ឡាន នឹង ខ្ញុំ អត់ អត់ មធ្យោបាយ ដឹក ជញ្ជូន ខ្ញុំ អត់ ឃើញ ទេ ប៉ុន្តែ គេ តម្រង់ ជួរ គ្នា នៅ ឯ ស្ទឹង ជ្រៅ ណេះ ហើយ បាន គេ នាំ គ្នា ដើរ បដើរ ដើរ ទៅ ឯ ខ្នល់ ជាតិ នៅ ឯ ខ្នល់ ជាតិ ណា ព្រោះ ពី ស្ទឹង ជ្រៅ ទៅ ខ្នល់ ជាតិ នឹង ប្រហែល ជា ថា 2 គីឡូ ចុះ ហើយ ភូមិ នឹង ឡាន ចូល មិន រួច ទេ ដោយ មាន តែ ស្ពាន យួរ មួយ កាត់ ស្ទឹង នឹង គេ នាំ បដើរ ទៅ ហើយ ជា ញឹក ញាប់ គឺ យ៉ាង យូរ 10 ថ្ងៃ ឬ 1 អាទិត្យ អ្នក ដែល មក ថ្មី មក ចំនួន គឺ ប៉ុន្តែ មុន នឹង អ្នក ថ្មី មក ចំនួន អ្នក ចាស់ នឹង ទៅ ហើយ បាន មួយ ថ្ងៃ ឡើង ទៀត បាន មាន អ្នក ថ្មី មក ចំនួន បាទ អរគុណ លោក ស្រី បាន ជម្រាប អង្គ ជូន អង្គ សវនកម្ម អម្បាញ់ មិញ ថា លោក ស្រី បាន ជួប ដូច ចំនួន 2 ដង នៅ ក្នុង ព្រៃ ស នោះ តើ លោក ស្រី ចាំ ទេ ថា នៅ ពេល នោះ ក្នុង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ណា ដែល លោក ស្រី បាន ជួប ដូច នោះ គឺ នៅ ជំនឿ ប្រសាទ គឺ នៅ ឆ្នាំ 78 ហ្នឹង គឺ ក្រោយ ពេល ដែល ខ្ញុំ ស្លាប់ កូន ហើយ មិន មែន នៅ ព្រៃ ស នៅ អា តំបន់ យើង ស្ទូង ដក នៅ ឯ ក្នុង អា ប្លុក បា គូ ណា ក្នុង ហ្នឹង គេ ហៅ បា គូ នៅ មុខ ព្រៃ ស ហ្នឹង ចា បាទ អរគុណ អញ្ចឹង ថា តើ ពេល នោះ លោក ស្រី មាន សង្កេត ឃើញ ដូច ទេ នៅ ពេល នោះ គាត់ មាន សភាព រីក រាយ ឬ ក៏ មាន ការ សងួត សងាត់ អី យ៉ាង ម៉េច ដែរ នៅ ពេល នោះ ជំនឿ ប្រសាទ ការ តាម ដាន សង្កេត នឹង ពួក ខ្ញុំ ឃើញ គាត់ ដើរ តែ ឯង ទេ មានអង្គរៈ អី មក ជាមួយ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ឃើញ គាត់ កបាត់ កភ្លើង ខ្លី ពាក់ មួក ហើយ បង កកម្មា ចេះ មក គាត់ មិន ជា ហូ ក៏ ជ្រាវ ទេ គាត់ នៅ ថា មើល ទៅ គាត់ ថា រៀង សង្ហា សបាយ ចិត្ត មិន ខ្វល់ នឹង ការ លំបាក របស់ យើង ដែល រស់ នៅ កន្លែង នោះ ទេ គាត់ ដើរ ធ្វើ ໄຂ ឥឡូវ ទៅ នប់ ទៅ មិន បាន សួរ នាំ យើង ថា អូ មិន អាម៉ាយ គ្មាន ទេ បាទ អរគុណ តកតងត នឹង ការ ដែល លោក ស្រី បាន ជួប ដូច បន្ទាប់ ពី ថ្ងៃ រំដោះ 7 មករា 1979 ហើយ
lục sợi ban được chụp đôi nắng còn to bị chụp nắng ta về lúc miên sập hiệp ca ai cả làng thế chỉ miệt sáng ca đại dương được chụp cào cái em phơi mạc ra nắng sập hiệp ca đại ca lái nắng cứ bờ dương vậy pi sập hiệp ca bật tê nắng cứ dương tắt tắt châu cho màu hói nha cứ dương bờ dương prai phía xa thay dương bạn to nhưng thay nhau trong mà chuyện thà ta lục sợi treo từ tua từ rồi là cam rồi có toàn là cam ấy bị đôi rồi gặp cầm nó bọc quạt ấy đại tế bên không chị miệt bớt sáng tăng khi xem châu từ nơi gần lại nâng xem ở đại ban từ tua cả việc đầm chia đồng quạt với chị ấy thế còn là xem ba thằng kịch lại chặt nâng thun cả thôi bạc chia phần luôn chia đồng quạt ấy ở thế cho ta lục sợi miên đăng tham miên ca cầm tịch nè tôi rồi có nè đại tôi chỉ mồi lục sợi nâng đại tới nó về đại lục sợi chụp về cày nâng về nâng nhưng mình ban đăng thế phù dương mình miên mình thay thập tài dương bạc toạp ruột từ nay từ nơi các bài om lèng luôn cái đó tại dương ở đại khơi pi ca sầm lạp pi ca chập tròn dương ở đại khơi thì bây giờ là trẻ ngà tháng tập châu cho màu đỏ còn nắng ở nơi kiêng co ruột mà ruột luôn anh nên chẳng bà số một cún lục thiên đụng nàng ai chỉ cao sầm nuôi bà ông chuẩn bị vào ca sầm lạp phải nết đi lâu đó màu đỏ nâng pram một tí trường cho vinh đồng bệnh bệnh tổ đồng bà cá hay cùng rộng này đồng bà cá sát đập trầm đang rộng đi vọt vọt như rộng đi trầm tè mùi mong cả lạc vật nọc hay lời từ khi mà sớm mình vì ngày bỏ hoa mùi được xíu hay này mùi bực tiết chọc phong hay đồng rộng đi ai đâu có lên xâm rạng xâm rúng xâm rạp bằng bóng tốc đồng rạp đồng rộng đi hay xâm hay một căn tí này nơi môn phêl ông nhìn đẹp cho một căn bằng tục xạm là ca xong chân trọng cho